Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hẳn chúng ta chưa thể quên được vụ án kinh hoàng xảy ra tại huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước vào rạng sáng ngày 7 tháng 7 năm 2015. Kẻ thù ác đã cướp đi sinh mạng của 6 người trong một gia đình. Để giải quyết vụ án này, một trong những công tác quan trọng hàng đầu là khám nghiệm hiện trường. Vậy công tác khám nghiệm hiện trường và kết quả của nó đã góp phần phá vụ án này như thế nào? Kính mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyện kể của những người trong cuộc ngay sau đây. Với tư cách là Phó Tổng cục trưởng phụ trách cơ quan thường trực phía Nam của Tổng cục Cảnh sát, căn cứ vào đề nghị của công an địa phương thì tôi đã yêu cầu C54B và C45B cử ngay mỗi đơn vị một tổ công tác lên hỗ trợ và phối hợp với công an địa phương để tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành công tác điều tra. Và sau khi trực tiếp lên hiện trường vụ án thì tôi gặp đồng chí Trần Thắng Phúc là Giám đốc Công an tỉnh, tiến hành song song hai việc. Một là tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cái thứ hai là tổ chức ngay công tác thu thập tin tức tài liệu ban đầu của vụ án. Về phương tiện, kỹ thuật, hình sự của mình, mà đặc biệt nhất là của công an tỉnh, phải nói là nó cũng có nhiều cái hạn chế. Máy nó cũng đã cũ rồi. Và khả năng và trình độ nghiệp vụ của anh em cấp tỉnh thì phải nói nó có những cái nó cũng còn bất cập. Do đó cần phải nhờ đến coi là C54 của Bộ Công an để hỗ trợ. Ngay sau khi nhận được thông tin từ vụ án, phân biệt quan sự tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức một đội khám nghiệm hiện trường gồm các cán bộ có chuyên môn giỏi xuống hiện trường vụ án, kết hợp với lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra tại hiện trường. Vụ án xảy ra vào thời điểm cả nước đang có hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 70 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12. Vụ án cũng làm cho dư luận cả nước rất quan tâm, căm phẫn và mong muốn lực lượng công an sớm tìm ra thủ phạm gây án. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng rất quan tâm và chỉ đạo phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm vụ án. Chúng tôi ý thức rất rõ ràng về cái chức năng nhiệm vụ của mình, khẩn trương phân công trách nhiệm cho các đồng chí trong đoàn ngay trên cái xe ô tô để xuống hiện trường. Và khi xuống đến nơi thì công việc phân công cho từng thành viên đã được rõ ràng. Thì tôi là phụ trách cái công tác khám nghiệm hiện trường. Công tác khám nghiệm hiện trường phải góp phần lý giải cho được lối đột nhập của kẻ thủ phạm vào khuôn viên hiện trường, lối đột nhập từ khuôn viên vào nhà nạn nhân và lối tẩu thoát khỏi nhà vào khuôn viên hiện trường sau khi gây án, làm rõ diễn biến hành vi giết các nạn nhân, tìm các căn cứ để nhận định số lượng đối tượng tham gia gây án, đặc điểm đối tượng gây án, xác định tình trạng đồ vật, tài sản có sự lục soát, xáo trộn hay không. Khi đến hiện trường thì cũng nghe các đồng chí trong công an tỉnh, đặc biệt các đồng chí đã đến hiện trường trước, báo cáo cái nội dung những công tác đã làm được tại hiện trường. Lý do cái hiện trường này nó có một cái phần trong căn nhà với cái lượng dấu vết tiên lượng là nhiều, do nhiều nạn nhân bị giết cho nên là chúng tôi quán triệt cái công tác khám nghiệm hiện trường làm sao không ảnh hưởng đến dấu vết trong quá trình khám nghiệm hiện trường cũng như quá trình quan sát hiện trường. Cũng như các hoạt động khác của con người, hoạt động gây án, dù kẻ thủ ác có tinh vi đến mấy, thì hành vi tội ác của chúng bao giờ cũng để lại dấu vết. Có dấu vết lại không nhìn được bằng mắt thường, đó là điều đã được các chuyên gia phá án trong nước và thế giới khẳng định.
vụ án này cũng không phải là ngoại lệ. Do đó, nhiệm vụ của lực lượng khám nghiệm hiện trường là phải làm rõ dấu vết và thu thập được các dấu vết cần thiết phục vụ cho việc phá án. Ở hiện tại hiện trường, khi chúng tôi lên quan sát thì chúng tôi phát hiện có các cái dấu vết cơ bản như dấu vết giày, một cái dấu vết giày phổ biến đi lại nhiều tại hiện trường, trong đó có cả dấu vết dính máu, dấu vết mất bụi đi toàn bộ ở khu vực hiện trường. Tôi gọi đấy là cái dấu vết giày phổ biến. Thì dấu vết giày này nó có ở ngoài cái hành lang ban công, dấu vết giày này có ở trong các phòng, và dấu vết giày dính máu đi từ phòng giết cháu Linh chết rồi xuống. Liệu đó có phải là dấu vết giày của thủ phạm hay không? Vì sau khi vụ án xảy ra, đã có người nhà của nạn nhân và rất nhiều người hiếu kỳ không có nhiệm vụ xâm nhập vào hiện trường. Theo thường lệ, cái nhà này là họ gắn một cái hệ thống camera từ cổng trước vào tới nhà. Nhưng mà do lúc đó là họ gia đình này họ xây một cái nhà mới kế cái nơi mà hiện trường xảy ra vụ án. Từ đó mà coi là thợ điện họ cắt cái hệ thống camera này, nên do đó sau khi mà mình coi là camera là không còn nữa, không còn tác dụng nữa. Thương cảm với số phận của các nạn nhân và chia sẻ nỗi đau của gia đình nạn nhân, giữa không gian đầy mùi tử khí và dưới cái nắng nóng của thời tiết phương Nam, những chiến sĩ công an làm nhiệm vụ khám nghiệm đã làm việc ngày đêm. Những bữa ăn tạm được diễn ra chóng vánh ngay tại hiện trường, để rồi các anh lại bắt tay ngay vào công việc. Đó là những bữa ăn chỉ để đi qua cái đói. Khi tôi đưa ra cái phương pháp khám nghiệm hiện trường thì tôi cũng xin ý kiến tất cả các đồng chí, đề nghị các đồng chí ý kiến. Thì tôi nói là cái phần bên ngoài cái nhà biệt thự, bên ngoài là gồm có cái khuôn viên sân và phía bên ngoài cửa cổng. Các đồng chí trong phòng kỹ thuật hình sự cũng đã khám và đề nghị tiếp tục một cái nhóm là khám phía bên ngoài, và một cái nhóm đề nghị một cái nhóm để khám cái phía trong căn nhà. Nhóm khám phía trong căn nhà thì tôi đề nghị là khám lần theo cái dấu vết, là khám từ ban công đi xuống. Và như vậy thì các đồng chí cũng đưa ra ý kiến, nhưng về sau là cũng thống nhất được cái phương pháp khám nghiệm đó. Về cái tập trung cái lý giải được cái lối đột nhập vào trong cái khuôn viên hiện trường, vì một số nhận định đưa ra ở vị trí tường rào, một số nhận định là cửa, cũng có một số cái ý đánh giá là được đông người, nhưng mà chưa thấy sát. Chính vì thế cho nên cái lối đột nhập từ ngoài vào trong khuôn viên hiện trường chúng tôi chưa thống nhất được, chưa xác định được đột nhập bằng cách nào, vào vị trí nào. Còn lối đột nhập từ ngoài khuôn viên vào trong căn nhà, đối tượng đã trèo lên tường, trèo lên cái ban công phía sau để vào thực hiện các hành vi giết người bên trong căn nhà. Còn các cái diễn biến mà giết nạn nhân thì cơ bản là xác định được khống chế và các cái nhận định, nhưng chưa có cái nhận định nào sát nhất, chính xác nhất để xác định được cái diễn biến để giết từng nạn nhân. Từng dấu vết vật chứng thu tại hiện trường đã được niêm phong riêng biệt, cẩn thận, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Kết thúc 3 ngày khám nghiệm tử thi, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7 năm 2015, lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã phát hiện và thu giữ tổng cộng 156 dấu vết vật chứng các loại, bao gồm 19 dấu vết vân tay tại 9 vị trí, 2 dấu vết vân chân tại 2 vị trí, 2 dấu vết giày dép, 5 đầu mẩu găng tay cao su bị đứt rời, 1 cuộn băng keo màu vàng, 3 khẩu trang y tế,
6 sợi dây sạc điện thoại iPhone, 5 sợi dây nhựa rút màu trắng, 27 mẫu chất màu nâu nghi là máu tại 27 vị trí quan trọng, làm cơ sở để ban chuyên án đưa ra những nhận định đánh giá ban đầu về vụ án. Đối với vụ án này thì tôi cho rằng là cái thành công nhất của vụ án mang tính quyết định sự thành bại của vụ án, đó là công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Vì qua khám nghiệm hiện trường, chúng ta thu thập được tương đối đầy đủ các cái dấu vết mà do thủ phạm để lại. Trong đó có cái dấu vết có giá trị truy nguyên thủ phạm, đó là cái dấu vết vân tay dính máu trên cái tay nắm tầng 2, cái phòng mà nó sát hại cháu Linh. Thực tiễn cho thấy là nếu chúng ta không bảo vệ hiện trường tốt thì rõ ràng là ảnh hưởng đến chất lượng công tác khám nghiệm. Vụ án này khi mà vụ án xảy ra thì rõ ràng là đã được sự chỉ đạo quyết liệt của giám đốc cũng như các đồng chí lãnh đạo bộ, thì công tác bảo vệ hiện trường đã được thực hiện rất là tốt. Chúng ta bảo vệ hai vòng, vòng ngoài là bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, còn vòng trong là giao cho lực lượng cán bộ chuyên môn là bảo vệ tuyệt đối an toàn, không cho những ai mà không có cái chức năng nhiệm vụ để bước vào hiện trường. Lời khẳng định của các chuyên gia cho thấy vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ hiện trường và khám nghiệm hiện trường các vụ án khi nó vừa mới xảy ra. Nếu khi phát hiện vụ việc, cùng với việc khẩn trương báo cho cơ quan chức năng, mỗi người dân đều có ý thức tổ chức bảo vệ tốt hiện trường, không cho những người có nhiệm vụ vào hiện trường, thì các chiến sĩ kỹ thuật hình sự làm nhiệm vụ khám nghiệm sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Và cái ác nhất định sẽ nhanh chóng bị phơi bày ra trước ánh sáng pháp luật.